Cái phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu ở đây là việc tính toán trong ngôn ngữ lập trình Python. Tính toán ở đây là thực hiện các phép tính. Vẫn với cái lệnh print, chúng ta có thể in ra kết quả của các phép tính bên trong cái dấu ngoặc này. Thì lưu ý ở đây là lệnh print, mình có thể gọi là hàm print. Và từ đây trở về sau mình sẽ gọi là hàm nhé. Tất cả những cái lệnh nào viết cái lệnh sau đến mở ngoặc tròn, ở đóng ngoặc tròn, mình sẽ gọi là một hàm. Tiếng Anh là function. Rồi, khái niệm hàm là tương tự với khái niệm hàm số ở trong toán học ấy. Thì bên trong này, thay vì in ra một cái đoạn chữ như là câu chào, mình để trong dấu nháy kép, thì với phép tính mình không để dấu nháy kép nữa mà chỉ đơn giản ghi luôn phép tính vào đây. Thì các phép toán cơ bản ở trong lập trình là phép cộng này, phép trừ này, phép nhân này, nhân là dấu sao nhá, chính là dấu ở trên số 8, tức là chúng ta ấn shift về số 8 để ra dấu sao, và chia là dấu sượt này, đấy gọi là dấu sượt, dấu chia. Dấu sượt này là dấu bên dưới dấu nháy kép, tức là bên trái của nút viết bên phải. Rồi, và đây Python có thể tính toán được với số lớn bất kỳ, tức là chúng ta có thể số lớn rất nhiều chữ số vào đây cũng đã tính trong nháy mắt thôi. Và với phép toán phức tạp hơn, chúng ta sẽ dùng thêm các dấu ngoặc, và đây chính là biểu thức số học trong toán học thôi. Trong ngoặc được tính trước rồi tính ngoài ngoặc, và luôn luôn phải có dấu ngoặc của cái hàm print. Còn bên trong này ngoặc thế nào mình tùy ý, mình có thể có nhiều dấu ngoặc lồng nhau. Và thứ tự của các phép toán này cũng là giống như trong số học, tức là nhân chia trước cộng trừ sau. Chính vì thế lúc này chúng ta phải ngoặc vào để cho cộng trước rồi chia sau. Thì các bạn có thể thực hành một số phép toán này vẫn ở trên cái trang web ucode.vn. Và ở đây các bạn có thể thực hành ngay ở cái dự án này, hoặc là vào ucode của tôi và tạo một cái dự án mới. Ví dụ ở đây mình đặt tên là các phép toán, để tránh tiếng Việt, các bạn hãy đặt tiếng Việt nhé, các phép toán, và muốn tạo. Ở đây các bạn có thể thực hành 2 cộng 3, đây là phép cộng, phép trừ, chạy thử. Nó sẽ in ra rất nhanh chóng ra kết quả của các phép toán này. Và số có thể lớn bất kỳ. Ví dụ phép nhân. Rồi, đây là số rất lớn, khác với các ngôn ngữ truyền thống như là C++ hay là Java, Pascal bị giới hạn bởi giá trị của số nguyên, thì Python không giới hạn cái số này, chúng ta có thể cho số lớn bất kỳ. Đây là phép nhân và đây là phép chia. Ví dụ 12 chia cho 5, chúng ta sẽ được 2,4. 2,4 dấu thập phân ở trong lập trình trong máy tính sẽ là dấu chấm nhé, chứ không phải dấu phẩy. Rồi, bốn phép toán cộng trừ nhân chia chúng ta có thể lồng vào nhau. Ví dụ giá trị trung bình của hai số 12 và 19 chia cho 2 sẽ là 15,5. Rồi, một phép toán nữa mình muốn giới thiệu ở đây là phép chia lấy phần dư. Cho 12 chia 5 bằng dư 2, mình muốn lấy phần dư thì mình dùng dấu phần trăm. Phần trăm là dấu ở trên số 5, chúng ta ấn shift 5 để ra dấu phần trăm. Và kết quả này sẽ ra là 2, 12 chia 5. Nếu là 13 phần trăm 5 sẽ ra là 3, số dư là 3. Và nếu mình muốn lấy thương tức là không lấy phần lẻ, thì chúng ta dùng hai dấu chia. Cái này là phép chia lấy thương, không lấy phần lẻ, chúng ta gọi là phép chia nguyên. Các bạn lưu ý thuật ngữ nhé, phép chia nguyên tức là chia lấy số nguyên là phép chia nguyên. Rồi, ra là 2. Nếu mà chúng ta lấy 13 ở đây tức là 2,6, thì đây là 2. Lưu ý nữa là cái lệnh print này, mỗi lần in ra giá trị ở bên trong này nó sẽ xuống dòng. Và mỗi lệnh này sẽ in ra trên một dòng khác nhau. Chúng ta có 7 dòng ở đây, kết quả sẽ có 7 dòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương ứng. Và phép toán cuối cùng mình muốn giới thiệu đây là phép lũy thừa. Phép lũy thừa là phép hai dấu nhân thì sẽ là lũy thừa, ví dụ 2 mũ 10. Lũy thừa rất là phổ biến là 1024. Chạy thử là 1024, và các bạn có thể cho số rất là to ở đây, nó cũng sẽ tính được trong nháy mắt.
2 mũ 1 1000 là con số có rất nhiều chữ số ở đây. Vì dòng nó quá dài nên là xuống dòng. Đây, 2 mũ 100 thôi. Con số như này. Ok. Và đây là cái bản tổng hợp các phép toán số học mà mình vừa mới làm thử. Các bạn hãy dành ra một ít phút để thực hành các phép toán này. Để đảm bảo là tối thiểu, tức mỗi phép toán này các bạn phải dùng đến một lần. Và khuyến khích là sử dụng nhiều phép toán trong cùng một biểu thức. Sẽ dùng các dấu đóng hoặc mở ngoặc, có thể lồng nhau để kết hợp các phép toán này lại với nhau. Rồi, các bạn có khoảng 3 phút để thực hành cái phần này.